thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về đề xuất chính sách hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngày hôm qua, 18 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường ký công văn đề nghị người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tranh thủ thời gian tập trung cao độ chỉ đạo quyết liệt khẩn trương công tác phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu xét nghiệm bốc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng và trong các khu cách ly, khu phong tỏa. Các địa phương tuyệt đối không để người dân tự ý di chuyển ra vào thành phố khi chưa được chính quyền địa phương cho phép. Kịp thời hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, bảo đảm an toàn. Các sở tài chính, sở lao động thương minh và xã hội, các cơ quan đơn vị có liên quan ra soát thống kê báo cáo Ủy ban dân thành phố kết quả thực hiện các chính sách đang hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tăng cường vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, bảo đảm cuộc sống tối thiểu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đối với việc tổ chức đưa đón người dân cần thiết phải về quê, phải bảo đảm thật sự an toàn, chu đáo và phù hợp với khả năng tiếp nhận, chăm sóc y tế của thành phố, ưu tiên đưa đón phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở, phụ nữ nuôi con nhỏ.